dạ em nghe em dâu à bây giờ em có đang ngồi với Hân gu không vậy sao em có thể ngồi với anh hân gu được chứ Hân gu nhà mình không biết đi đâu mất tiêu rồi anh hân gu đi mất rồi dạ em biết rồi bây giờ em sẽ qua bển liền hân gu mất tích rồi hả không biết có chuyện gì hay không nữa ảnh còn không tự ngồi xe lăn được mà anh có thể đi đâu được chứ? Alo. Bà nội tôi nói muốn gặp anh ngay bây giờ. Chủ tịch muốn gặp tôi. Nếu anh đang bận thì thôi vậy, nội nói nếu anh rảnh thì qua nhà tôi ngồi chơi một lát. Được rồi, tôi biết rồi. <laughs> Cũng mai hồi nãy mẹ anh đã nói với mình hôm nay chính là ngày sinh nhật của anh. Nếu không suýt nữa thì đã để Hansel Won đột chiếm ảnh trong một ngày vui như vậy rồi. <laughs> Chủ tịch nói là muốn gặp anh. Không lẽ người mới gọi là cô y hư? Phải. À, không sao đâu mà anh. Mình em chạy qua chỗ bệnh viện cũng được. Anh mau qua bệnh trước đi. Hên ngu à Cái thằng nhóc chết tiệt Em làm ơn mất máy đi Trời ơi Cái thằng này không biết chạy đi đâu nữa thiệt Thôi em vô Anh hai ơi Anh không nghe máy hả anh Phải Không biết có phải mọi người đã hẹn nhau không Hết hên ngu rồi tới mẹ Ngay cái chú san kinh cũng không thèm bắt máy luôn Hồi nãy anh cũng Gọi điện thoại cho những người từng tới thăm nó luôn rồi Nhưng mà không thấy nhưng mà một mình ảnh thì không thể nào rời khỏi đây được. Chắc chắn là có người đưa ảnh đi khỏi đây rồi. Anh đã báo cảnh sát chưa vậy anh? Rồi, thì hồi nãy cảnh sát cũng tới đây kiểm tra rồi. Lúc ảnh rời khỏi đây chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Tụi mình đi hỏi thử những người xung quanh đi. Giám đốc, hôm qua đã thất lễ với bà. Nếu như làm bà không vui, thì tôi gửi lời xin lỗi tới bà. À, tôi có thể hiểu được mà tôi thật sự hy vọng là cô Han Su Quân mong cổ đón nhận ý tốt của tôi chỉ vậy thôi đã nói là nếu con có chuyện quan trọng thì không cần tới cũng được mà nè con đang cơm tối chưa giờ dạ, vẫn chưa thiệt hả anh không phải là anh đi ăn tối với chị Su Quân sao phải rồi bà cũng tưởng là con với con bé Su Won đang đi ăn tối với nhau chứ cho nên á bà mới dặn con bé y hơn nói với con như vậy tại có chút chuyện xảy ra nên tụi con vẫn chưa ăn Ờ. bà gọi con tới có chuyện gì không y ừ. hơn nè xong chưa vậy con <laughs> dạ xong rồi nội mọi người vô trỏng đi ờ được rồi đi thôi hồi nãy mẹ con á đã gọi cho y hơn nói hôm nay là sinh nhật của con cổ nói suýt chút nữa là cổ đã quên luôn rồi á mẹ con đã nhờ y hơn tổ chức giùm cổ đó nói vậy là anh không ăn sinh nhật với chị sao có chút chuyện nên cổ đi trước rồi còn canh trong biển cậu uống chưa dạ sáng nay sô quân đã về sớm để nấu nên tôi đã uống rồi uống rồi bây giờ uống tiếp có sao đâu trong kênh trong biển này có bỏ hải sâm chắc là ngon lắm đó Con ăn thử món miếng hẹ xào đi Chinh Thi Món này là do tự tay hơn xuống bếp làm đó món bánh mì hấp ngon tới vậy sao dạ tại vì chị thấy em chỉ ăn mỗi món đó nên chị thấy hơi tò mò ừ, tại vì em thấy mùi gì chuyện đó chắc tại thường ngày con bé cũng hay ăn món miếng xào hẹ ở quán cơm nhà nó nên mới thấy ngán thôi đừng có ăn mỗi món đó còn rất nhiều món khác con mau ăn thử coi có ngon hay không đi cổ muốn ăn bánh mì hấp hay là ăn cơm thì mặc kệ cổ đi Em thấy ngon thì cứ ăn nhiều vô. Phải, đúng rồi đó. Tặng sớt hơn nó nói rất đúng. Con bé muốn ăn món gì thì cứ để cho nó ăn đi. Không biết có hợp với khẩu vị của anh không? Anh ăn tự nhiên nha. Tôi xin lỗi Có phải là bà nội của tôi đã phá hỏng Buổi hẹn hò của anh với cô Sowon không Không sao đâu Lúc ăn cơm thấy sắc mặt của anh rất kém Làm tôi lo lắm Cũng đúng Coi bộ là anh cũng không thấy có gì vui Chuyện của công ty ba anh Anh Jin Hi à Bản kế hoạch đầu tư mà bây giờ anh đang làm anh có thể gửi qua cho tôi một bản Nếu như không? cô không muốn đầu tư vào công ty của bà tôi. Tôi cũng không muốn. Phải làm phiền tới chủ tịch thêm. Tôi thấy đó là do giám đốc đã nghĩ nhiều quá mà thôi. Nội của tôi là một người rất rạch ròi về chuyện làm ăn. Bởi vậy cho nên chắc chắn là nội không phải vì nghĩ tới tình nghĩa nên mới chịu đầu tư đâu. Tôi biết rồi. Về tới nhà tôi sẽ gửi cho cô. À. em sao vậy đau bụng hả à, em cảm thấy trong người hơi khó chịu chắc là ốm nghén nhưng mà món bánh mì hấp hồi nãy rất khó ăn nhưng em lại toàn ăn mỗi món đó chắc bây giờ bị đầy bụng rồi nói vậy là hồi nãy do bị ốm nghén nên em mới ăn mỗi món bánh mì hấp hả đúng vậy em tưởng là giống như mẹ nói với lại em cũng không biết phải ăn món gì nên em mới ăn mỗi món đó mà thôi anh xin lỗi đều tại anh không biết gì hết à. bà chủ cho gọi kêu cô xuống dưới lầu có chút chuyện ừ, sao mẹ lại tìm em nè con vợ con làm cái gì mà không xuống hả tại bây giờ cổ đang thấy khó chịu ở trong người mẹ nói với con cũng được mà hồi nãy còn ngồi nhét đầy miệng bánh mì hấp trước mặt giám đốc can không biết xấu hổ là gì mà sao thấy khó chịu trong người hả con thấy cổ bị mệt vì phải chuẩn bị đồ ăn nên mới biểu cổ đi nghỉ ngơi thôi nó chỉ đứng bên cạnh vì giúp việc để dò mà cũng bị mệt sao chuyện gì đây nếu như mà để nó tự mình xuống bếp nấu ăn có phải là nó sẽ bị sảy thai luôn hay không mới là thời kỳ đầu tiên tất nhiên phải cẩn thận rồi chị với mẹ đừng có thêm áp lực cho cổ nữa có được không sao Mẹ tạo áp lực cho nó. Mẹ mới chính là người bị nó tạo áp lực đây nè. Con coi thái độ của nó trước mặt của giám đốc can coi. Thiệt hết nói nổi mà. Mà nè, hồi nãy nó thật sự không đụng tới món miếng xào hẹ sao? Chuyện đó, tại vì cổ ấm ngán nên cổ mới không thể ăn món miếng xào hẹ được. Từ nay về sau con đừng dắt nó tới những nơi quan trọng nữa. Lúc nào rảnh rỗi thì dạy lại nó cho tốt đi. Mẹ đừng có tìm cổ nữa. Bây giờ cổ không được khỏe, ngày mai con sẽ đưa cổ tới bệnh viện kiểm tra. cô lấy cớ ốm nghén rồi lấy con trai tôi ra làm lá chắn cho cô hả tôi sẽ chống mắt lên mà coi cô còn có thể kiên trì được bao lâu nữa chắc chắn là ảnh không thể đi một mình được chắc chắn là có người đẩy xe đưa ảnh rời khỏi bệnh viện nhưng mà tại sao lại không có người nhìn thấy vậy chứ Trời ơi điên thiệt mà Rốt cuộc nó đã đi đâu vậy Ây, trời. Nhưng cũng may là anh có đem theo điện thoại bên người Sáng ngày mai chúng ta tới đồn cảnh sát báo chuyện đó đi Nhiều khi dựa vô cách định vị điện thoại Lại có thể tìm ra chỗ bây giờ anh đang ở không chừng à, Anh biết rồi à, Bây giờ anh gọi cho chú sang cơn hỏi thử Sao tới giờ này mà vẫn chưa thấy chú về nữa Có khi nào chú ở cùng với anh hơn cô không anh Cơn hua à cơ ngu à, đã tìm thấy chưa vậy hả? Tìm thấy thằng hơn ngu chưa? Sao hồi nãy mày không chịu nghe máy vậy? trời ừ. ơi đúng là mẹ điên thiệt mà mẹ không biết con trai của mình đã biến mất cho nên còn ngủ ở trong phòng tắm hơi tới giờ luôn đó trời ơi là trời hân quân ơi là hân quân à mẹ ơi mẹ cũng đừng lo quá mà Chắc ngày mai anh hân quân sẽ mình ăn trở về thôi mẹ ơi trời ơi nó mà không về được thì mẹ không còn thiết sống trên đời này đâu mẹ à không có chuyện gì đâu mà mẹ đừng có lo nữa hả mẹ 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 đừng có lo nữa mà à. mọi người đã tìm ra anh Trang hân quân chưa Cậu 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 mau đi Mau đi tìm con trai về đây cho tôi Nếu cậu không xuất hiện thì nó làm sao tới nông nổi này chứ Nó mà xảy ra chuyện gì á Cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm ghét chưa Thiệt là trời mẹ, mẹ ơi, ơi, ơi Mau dùm ta mẹ lại đi ơi, Mẹ thì bình tĩnh lại đi mẹ, mà Mẹ ơi Thôi mà mẹ. Bình tĩnh đi Cậu cũng, cũng vậy nữa đó cái đồ lăng loàn cô đi ngoại tình với thằng Chin hay Con tôi đó là đứa rất dễ bị tổn thương Chắc là nó đau lòng lắm cho nên mới trốn khỏi bệnh viện như vậy đó nếu như con tôi mà có xảy ra chuyện gì á hả suốt đời này tôi sẽ không tha cho cô cậu đâu nghe chưa à, trời ơi ngu à, ơi à. mẹ à mình vô trong đi ơ à. ngu à, ơi ê, ê. À. <laughs> sô quân à anh tin là chúng ta sẽ tìm ra anh hân gu mà chắc anh sẽ không sao đâu anh ha chắc là anh hân gu anh sẽ không bao giờ trở lại đúng không anh em nói với những cái gì vậy anh nhất định sẽ được bình an mà em yên tâm đi nhưng nếu như anh hân gu gặp phải chuyện không may thì sao Tại em mà anh mới đau khổ nhiều như vậy. Tất cả những chuyện này... đều do mình em mà ra. Anh hơn quân mấy từ cõi chết trở về. Lẽ ra em nên nghe theo lời của anh mới đúng. <laughs> em không có làm gì sai hết sô so quân mà người sai chính là anh nếu như lúc trước anh không xuất hiện trước mặt của em thì em đã không đau khổ như vậy Bây giờ anh đang ở đâu vậy Làm ơn gọi cho em đi mà Cô đã đọc bài báo chưa Hy vọng là nó sẽ giúp cô đưa ra sự lựa chọn chính xác Mình tin ngày mai con nhỏ Han Su Won nhất định sẽ chạy tới đây tìm mình. Anh Kang Jin Hee, anh ráng đợi tôi thêm một chút thôi. Nhất định là vào thời khắc quan trọng nhất. Tôi sẽ giúp cho ba anh lật ngược tình thế mà. Bây giờ, ông đang ở đâu? Tôi đã làm theo lời căn dặn của bà. Tôi đã đưa cậu ấy tới nhà người anh ở quê mà tôi quen. Làm tốt lắm. Cậu ấy nói không có thích bệnh viện nên tôi đưa cậu ấy ra ngoài. Nhưng mà dù sao cậu ấy cũng là bệnh nhân, nếu xảy ra chuyện gì đó, tôi thật sự rất lo. Nhưng mà trước khi chưa bịt được miệng của thằng Trang Hên Gu, tuyệt đối không để nó gặp con nhỏ Han Su Quân. Nếu như nó muốn trả thù tôi chuyện 5 năm về trước, đem hết sự thật nó ra cho mọi người biết, thì từ giờ tôi sẽ không còn đường mà lui nữa. Tại tôi muốn thay đổi bầu không khí Nên mới đem cậu tới chỗ này Nếu như người nhà cậu biết được Không biết có gặp phiền phức không à, Nhưng sau khi tôi tới chỗ này Tôi thấy mình có thể thở thoải mái hơn rồi Cảm ơn chú nhiều nha à, Có gì đâu à, Lại là anh trai của cậu Tôi không nghe máy của được không vậy tối qua con không chập mắt chút nào sao Hân vô nị, nó cũng chưa bình phục hoàn toàn, nó có thể đi đâu được chứ. Trong ngày hôm nay, con nhất định phải tìm ra ảnh. Còn Chinh Hy nữa, tới cơm cũng không chịu ăn, sao còn sớm như vậy đã tới công ty rồi. Bây giờ anh Chinh hi cũng vì chuyện của công ty ba ảnh bên Mỹ mà bận tối tâm mặt mày rồi. Rồi sao? Suốt cuộc công ty của ba nó đã gặp chuyện gì vậy con? Anh gọi tôi hả Ờ Chút nữa thì tôi quên mất Đức cu Cậu đem cái này tới viện nghiên cứu ADN Để họ giám định thử coi sao Của chị Sô Quân sao Nghe được mẹ của chị rồi Giờ làm giám định cho chắc chắn hả Lẽ ra phải vô tôi làm mới đúng Nhưng mà cậu thấy đó Thật sự bây giờ tôi rất bận Cậu làm giùm tôi đi Dạ tôi biết rồi Alo tôi nghe Mọi chuyện sao rồi Một tuần <laughs> Vậy thì trễ quá Gửi nó qua cho tôi vào ngày mai có được không Tình huống đang nghiêm trọng quá rồi Rồi sao nữa Ê, Vậy bây giờ Sô quân lại đi tới bệnh viện Tìm thằng Hân Quân nữa hả chị Rốt cuộc thằng Hân Quân đi đâu vậy không biết Bây giờ Hân Quân đã tỉnh lại rồi Trong cái rủi có cái mai Đúng là phải cảm ơn ông trời mà nhưng nếu nó chịu từ bỏ con bé Sô Quân Thì nó cũng có thể có một khởi đầu mới Có đúng không hả chị? Thì đúng như vậy mà Nhưng nếu không có chuyện của Hân Vu Thì nó cũng phải lo lắng chuyện khác chứ Vậy ngoại trừ chuyện này Còn có chuyện khác nữa hả chị? Thật là quả vô đơn chí mà Công ty của ba thằng Trinh Hy ở Mỹ Đang gặp phải phiền phức rất lớn đó Chị nói làm sao? Chuyện Hân Vu Cộng với chuyện của nhà chồng tương lai nữa hả? dạo gần đây em gặp phải áp lực gì đúng không dạ căn cứ vô thời gian mang thai của em á thì bào thai hơi nhỏ lẽ ra cân nặng của người mẹ phải tăng mới đúng nhưng mà em á thì hoàn toàn ngược lại nếu cứ tiếp tục như vậy hậu quả không tốt đâu bác sĩ bác sĩ nói vậy là có ý gì ý của bác sĩ là sẽ có chuyện xảy ra với con của chúng tôi sao không được đâu bác sĩ bây giờ chúng tôi phải làm gì đây bác sĩ nói cái gì chúng tôi cũng nghe hết đó em đừng để cho vợ mình chịu thêm áp lực nữa phải để cho tâm trạng vợ em được thoải mái mới là quan trọng nhất anh xin lỗi anh không biết là em phải chịu nhiều áp lực như vậy em có phải chịu áp lực gì đâu mẹ với chị đều đối xử với em rất tốt Em không cần làm gì hết, chỉ biết ăn với ngủ thôi. Ừ. Tới bệnh viện hả? Hôm nay dì không đi làm sao? Sao lại không đi? Tại cơn ngu của gì á, em trai của ảnh bị mất tích rồi, cho nên ảnh phải chạy đi kiếm khắp nơi. Cho nên dì mới tranh thủ nghỉ một ngày đó. Ý của dì là không thấy hình ngu đâu hết hả? Đúng rồi. Anh đi đâu vậy ta? Tại sao? Trời đất! Làm gì cô lo lắng cho nó dữ vậy? À, ai cũng cảm thấy là cái thằng hơn vu này biến mất giống như nó bốc hơi vậy đó. À, trời! Theo như dì thấy á, chắc là thằng hơn vu này nó đã biến mất. Nó thành không khí rồi không chừng nữa. Bây giờ hồn với anh cơn vu lên mây hết rồi. Mẹ ảnh phản đối quyết liệt. Ảnh lấy gì? Bây giờ tới cửa tiệm. Cũng không khai trương được nữa. À, nói vậy là ảnh đã biến mất nói như vậy là mọi người vẫn chưa tìm ra ảnh nữa sao phía cảnh sát vẫn chưa có tin tức gì chúng tôi cũng đã đi khắp nơi tìm ảnh rồi nhưng mà tới giờ vẫn chưa tìm ra à, bác sĩ ơi bác sĩ anh hơi gu ảnh chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra với ảnh đâu ha tôi không dám nói trước chuyện gì cô nhất định phải mau chóng tìm ra ảnh đi <laughs> khả năng miễn dịch của ảnh còn rất kém với lại tình trạng của ảnh rất đặc biệt bây giờ chúng tôi cũng không biết trước được ảnh sẽ phát bệnh lúc nào ừ, tôi xin phép <laughs> em vô em vô em vô <laughs> tìm được nó rồi cảnh sát thông qua định vị điện thoại đã xác định được vị trí chính xác của nó tìm ra ảnh rồi sao anh phải <laughs> vậy anh ở đâu chứ mình bỏ tới đó đi Quá ra là anh ở đây. Tôi đang tìm giám đốc Kang có chút chuyện muốn bàn đi. Cô muốn nói chuyện gì? Tôi đang nghĩ không biết có nên nói với anh hay không. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy bộ mặt rầu rĩ của anh, tôi đành phải nói chuyện đó cho anh biết mà thôi. Hình như là bà nội của tôi rất thích bản kế hoạch đầu tư của giám đốc Kang. Trong kế hoạch tiến quân vô thị trường nước Mỹ, nội tôi cảm thấy công ty của bà anh có thể giúp đỡ được công ty của chúng tôi. Cô thật không vậy? nhưng mà vẫn còn một giai đoạn cuối cùng nữa tôi sẽ cố gắng tìm mọi cách để giải quyết giùm anh vậy giai đoạn cuối cùng đó rốt cuộc là cái gì dù sao thì chuyện này nằm ngoài khả năng của giám đốc Kang nhưng mà đối với tôi thì khác anh nhất định phải tin tưởng vào tôi mới được không biết là tôi có đem lại áp lực cho chủ tịch không tôi cảm thấy rất có lỗi tôi đã nói rất nhiều lần rồi đó chỉ là quyết định của nội tôi trong công việc làm ăn mà thôi <laughs> nếu như được về thì tốt quá dạ em nghe đây chắc là em phải lo lắng rất nhiều vì chuyện của anh hơn gu bây giờ anh gọi điện cho em để giảm bớt phiền não đi có chuyện gì vậy anh chuyện công ty của ba anh có cách giải quyết rồi à, có thiệt không vậy anh nhưng bây giờ vẫn chưa có quyết định cuối cùng anh chỉ sợ sẽ làm cho em phải thất vọng giống lần trước thôi nhưng anh cũng không muốn em phải lo lắng nên mới gọi nói cho em biết trước nói vậy là vẫn chưa có quyết định cuối cùng sao lúc nãy giám đốc y hên có nói với anh là vẫn còn một giai đoạn cuối mới xong cổ nói đó không phải là chuyện anh có thể giải quyết chỉ có thể ngồi đợi tin của cổ thôi giám đốc xong y hơn sao nói vậy tập đoàn CI đã đồng ý giúp anh rồi sao nói thật thì anh cũng không muốn gây phiền phức cho chủ tịch đâu nhưng mà hình như chủ tịch đã chọn công ty của ban làm công ty đối tác khi tiến quân vô thị trường mỹ anh cũng cảm thấy không cần phải từ chối dạ bây giờ chuyện của anh coi như cũng giải quyết ổn thỏa rồi còn bên em thì sao hả đã tìm ra ảnh chưa À, bọn em đã tìm được ảnh thông qua định vị điện thoại Giờ tụi em đang tính đi tới đó đi vậy hả <laughs> anh đang ở đâu vậy hình như là ở gần ca bơn đó anh lên xe đi à cảm ơn anh ca nghe có gì đâu Nói như vậy thì à, tụi con chỉ tìm ra vị trí tương đối chính xác thôi hay sao? Dạ phải à, Giờ con đang tới đó nè Có gì con gọi cho mẹ nghe, Mẹ đừng lo lắng nữa Ồ được rồi mẹ biết rồi à, Trời ơi mấy đứa ráng kiếm ra được thằng Hân Ngu sớm sớm một chút nha ô, ô, Trời đất ơi ô, Bà làm gì tự nhiên tới tìm tôi hết hậu hết dí vậy? À, dạ chào bà à, Tôi à, Tôi đã nghe nói chuyện của Hên Ngu Tôi nghĩ chắc là bà lo cho đó lắm Tôi cũng đang lo muốn chết đây nè, nhưng mà công nhận cũng có cái hên, hình như là tuổi nhỏ kiếm được chỗ thằng Hân Gu đang ở rồi. Con trai lớn của tôi với con dâu đã đi kiếm nó rồi đó. À vậy hả? Đúng là mai thiệt. Ồ, à này nè nhưng mà, một người rất là bận rộn như bà sao tự nhiên rảnh quá vậy? Chắc là không phải tới đây kiếm tôi đâu ha. À, chuyện, à chuyện đó. <cười> <cười> cái này trời, ừ, ừ, trời, trời, tr tr cái này giờ uh, không lẽ lại oh. <laughs> không cần phải nghĩ nhiều đâu coi như là bà xài giùm con trai đi à, 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 à. à, trời ơi thôi bà cầm về đi tôi mà dám cầm số tiền này nữa chắc thằng hơn quân nó từ mặt tôi luôn á dù sao cậu Trang hên gu cũng không phải vì chuyện bà nhận số tiền của tôi nên mới biến mất mà đúng không sức khỏe của nó không tốt chắc tại nó quá lo lắng chuyện tiền bạc nên mới thành ra như vậy nè nhưng mà bà giám đốc à bà mắc nợ con trai tôi cái gì mà sao bà tới đây tới hai lần để đưa tiền cho tôi vậy hả bà nói tôi nghe coi thằng sức hên nhà tôi đã mắc nợ thằng hên gu nhà bà một ân tình rất lớn hôm nay tôi chỉ tới đây trả ơn mà thôi vậy nên bà cứ nhận nó đi ờ vậy thì cũng được nhưng mà tôi hỏi bàn câu nha cái này á Tới chừng nào phải trả cho bà đây. Ừ, trời ơi, đây có phải là tiền tôi cho bà dây đâu? Bà không cần phải trả lại cho tôi. <laughs> vậy, vậy vậy thì cái này là bà bà cho tôi thiệt hả? <laughs> tới khi con trai bà quay về, bà vẫn muốn nó lo lắng chuyện tiền bạc sao? Những lúc như vậy thì người làm mẹ lại càng phải biết cân nhắc chuyện thiệt hơn mới được chứ. À, công nhận. Bà nói uh, nghe cũng có lý quá ha <laughs> Tại Thôi tôi về Ờ à, về đi Ôi trời ơi Nghe đi. Nếu không nghe sẽ có chuyện lớn đó. Dạ con nghe đi. Hả? Ở trời ơi con hả con? Ở trời ơi cái thằng này thiệt à. Con có biết mẹ lo cho con tới mức nào không hả? Trời ơi con thiệt tình luôn đó. Mẹ đừng quá lo lắng mà. Mẹ ráng chờ một chút đi. Con sẽ về liền mà. Con còn đợi cái gì nữa? Về nhà liền đi con. Nè con, mẹ biết là con lo lắng về cái gì rồi nhưng mà bây giờ mẹ đã giải quyết ổn thỏa hết mọi chuyện rồi cho nên con cứ về nhà đi biết chưa vậy dạ vậy thì mẹ đã giải quyết được gì à, hồi nãy mẹ có hỏi bà giám đốc xin rồi về chuyện cái số tiền lần trước đó con mình không có cần trả đâu một cách cũng khỏi trả tuy là trước giờ mẹ không có biết á con trai của mẹ đã giúp con trai bả cái gì nhưng mà hồi nãy bà tới đưa thêm cho mẹ một phong bì đó con Ở trong có đâu coi Một trăm triệu lần đó Trời ơi quá đã luôn Mẹ à Lúc đầu mẹ cũng tính trả lại tiền cho bà rồi đó chứ Nhưng mà bà lại nói với mẹ Khỏi cần trả cũng được đó con Ở Trời đó con <laughs> Ở vô à. Số tiền này là do ông trời muốn mình được sống những ngày tháng hạnh phúc sau này Cho nên mới cho mình đó con Mẹ đủ rồi Hả Suốt năm năm trôi qua Có phải là mẹ luôn tạo áp lực như vậy cho xu quân hay không vậy ờ, ở, ở trời đất ơi con 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 sao tự nhiên ăn nói kỳ cục vậy bây giờ tiền nào có thể lấy tiền nào mẹ không thể lấy mẹ không thể phân biệt rõ ràng hay sao hả bây giờ con phải làm gì đây trời trốn khỏi bệnh viện hay là ra nước ngoài không đúng giờ con phải đi chết đi phải đợi tới khi con chết đi thì mẹ mới tỉnh ngộ có phải không ôi trời ơi hơn quá à ờ, trời 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 ơi bây giờ có người dân tiền tới tận ta cho mình như vậy mà nó đòi chết đòi sống là sao trời cái thằng này nó tức giận cái gì vậy ta còn bao lâu nữa mới tới vậy anh? Cũng gần tới rồi. Ừ, nhưng mà bây giờ không biết chính xác nó đang ở chỗ nào hết, nên chúng ta phải đi tìm hết xung quanh thì mới được. <laughs> Alo, tổ trưởng gì? Giờ chú đang ở đâu vậy? Cô xung quanh mau tới đây đi. Chú đang ở với ảnh hả? Tổ trưởng chi? Hai người đang ở đâu vậy? nói vậy là chú can Sinh đang ở chung với thằng Hinh quân nhà mình hả Ôi trời ơi là ai đã đưa rượu tới cho cậu vậy hả Ôi, cậu cậu làm gì vậy cậu còn làm vậy nữa sẽ có chuyện đó giống Dũng... như dạ, buồn ừ. ra đi đừng có cản tôi mà ừ ít ra cũng phải để cho tôi uống chút rượu nếu không tôi sẽ điên lên thiệt đó ờ bên này bên này bên này nè anh hân quân hân quân à tại sao mấy người biết tôi đang ở đây anh hân quân cái thằng nhóc này bộ muốn chết ở đây luôn hay sao Thật ra là có chuyện gì Anh làm vậy sẽ xảy ra chuyện đó Mình về nhà đi hả? Bây giờ chúng ta lập tức trở về Seoul Không về Tại sao chứ Em muốn chết ở chỗ này luôn hay sao Đúng vậy Em thật sự muốn chết đi cho xong chuyện Anh đang nói dớ dẫn như vậy Bây giờ anh cũng phải nghĩ cho mẹ nữa mới được chứ anh Nghĩ cho mẹ hả Mẹ của chúng ta Lại nhận của người đàn bà đó thêm 100 triệu nữa kìa mẹ không biết đó là tiền từ đâu mà ra mẹ vẫn cứ tưởng đó là tiền trong sạch nên mới nhận lấy người người đàn bà đó là ai chứ không lẽ lại là giám đốc xin nữa sao vì vậy cho nên mọi người đừng có cản tôi làm gì nữa tôi thật sự muốn chết đi cho xong <laughs> Anh thật sự là một người không có ý chí như vậy sao Sao đây Anh Jin Hy hôm nay tới đây làm cái gì vậy hả Hả Vì những người đang lo lắng cho anh Lẽ ra anh không nên làm vậy mới đúng Khó khăn lắm mới tỉnh lại Bây giờ lại muốn lãng phí thời gian sao Mau quay về bệnh viện đi Anh đừng đóng kịch trước mặt của tôi nữa Không phải từ trước tới giờ Anh luôn mong tôi biến khỏi tầm mắt của anh hay sao hả Vậy tại sao bây giờ anh còn đến đây để khuyên tôi làm cái gì?